Xin chào các bác nuôi ong. Hôm nay xin chia sẻ các bác một cái sai lầm thường gặp của những người mới nuôi ong. Đây là một gia đình mà có lấy ong của em về luôn. Tuy nhiên không để ý cái này một thời gian đến bây giờ như tổ này đây. Không còn con ong nào cả. Bản thân trước kia thì cái tổ này rất là mạnh. Tôi thấy là cái đây. Và hiện nay thì đã không còn một con nào cả. Đây là một tổ. Tiếp theo là thùng ong thứ hai. Cái tổ này thì hiện nay là cũng gần như là hết ong rồi. Trước kia thì ong cũng rất là phát triển. Thế nhưng bây giờ đây, chúng ta quan sát là số lượng ong chỉ còn vài con, không có mật, không phấn và cũng không có chúa. Tiếp một tổ nữa. Chúng ta còn cắt cái này, tổ này là có 3 cầu đây. Cũng có trứng, có nhộng và cũng có một ít mật. Tuy nhiên thì các bác, chúng ta có thể quan sát là số lượng ong rất là ít. Quân rất thưa, không đủ bám cầu. Và một cái sai lầm của người nuôi ong chính là chỗ này. Khi chúng ta nuôi ong mà gặp những cái tổ đây chúa, các bác quan sát chúa đây, tổ vẫn còn chúa. Tuy nhiên thấy là ong rất mất ổn định. Thế thì sai lầm của những người mới nuôi chính là chỗ là chúng ta đã để những cái cầu mà có quân thưa như thế này. Với cái đàn ong như này thì chúng ta phải thực hiện cái biện pháp đó là rút cầu. Những cầu này thì ong bám còn gọi là chấp nhận được, số lượng quân tạm chấp nhận được. Để giải quyết vấn đề này, chúng ta sẽ rút cầu ra, ít nhất là chúng ta sẽ bỏ đi hai cái cầu này. Rồi chúng ta sẽ tiến hành bỏ hai cầu này. Thế thì chúng ta sẽ tiến hành này, hai cầu dính quân chúng ta sẽ tiến hành rũ cầu. Đấy. Và chúng ta phải bỏ những cầu này đi. Cái phần ván ngăn đây, bình thường ta thấy là trước kia sẽ phát triển rất mạnh, cho nên phần ván ngăn ong cũng làm như một cái cầu như này. Thế nhưng hiện nay ít thì chúng ta tiến hành rũ. Và chúng ta bỏ luôn cái phần này đi. Đấy. Và với lượng ong như ở cái đàn ong này thì chúng ta có thể để tối đa là hai cầu thì chúng ta cũng chấp nhận được. Tuy nhiên với lượng ong này thì chúng ta nên để một cầu và nên rũ thêm tiếp một cầu nữa. Bởi vì nước ong không đủ bám trên mặt cầu thì dẫn đến rất nhiều bệnh về ong. Chúng ta tiến hành rũ tiếp cái cầu đi. Tiếp cầu này và đàn ong này để một cầu. Sau khi nó mạnh lên thì chúng ta sẽ tiến hành và ta để lại duy nhất một cái cầu ong thôi. Và khi nào mà đàn ong ổn định được trở lại, chúng ta có thể viện một cái cầu mạnh, cầu đẹp từ cái tổ khác sang thì mới có thể cứu được đàn ong này.
Thì đây là một cái sai lầm cơ bản của những người mới nuôi ong, là chúng ta không bỏ những cái bớt cầu đi khi mà ong không còn đủ bám trên cầu, và làm cho đàn ong ngày càng chậm phát triển và rất nhiều đàn ong là bốc bay như hai tổ ở ban đầu tôi vừa quay cho các bác xem. Đấy, như vậy chúng ta giải quyết xong. Thì đây là một cái kinh nghiệm chia sẻ với các bác nuôi ong để làm sao chúng ta phát triển tốt được đàn ong của mình.